Hallo hallo, chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Để gặp các bạn vào buổi sáng hôm nay là ép không phải đánh đổi cả đêm qua thức làm phim cho các bạn đó. Sáng ra có bạn nào nhâm nhi ly cà phê ngồi xem review phim không? Để lại comment bên dưới cho mình biết với nhé, ta vào tập phim hôm nay thôi. Thấy bát đệ và công chúa gần đây xích mích, Mạc Ngôn Thần lo lắng tới khuyên em trai phải nhớ giữ lễ nghĩa và chọn đạo làm chồng. Anh cả cũng biết sơ qua về mưu đồ của phụ thân nhưng không hề dính dáng. Chỉ tội anh Tám gánh hết trách nhiệm về mình. Cùng gả vào phủ công chúa, đã lúc nào huynh hận đệ chưa? Đại công tử thiện lương như vậy, sao có thể giận em trai chứ? Thế là Mạc Liên Thành nói thẳng, nhờ anh trai giúp mình trốn thoát khỏi phủ công chúa. Bát đệ đã mở lời, thân là anh trai thì phải giúp, có một cách duy nhất là viết hưu thư. Nhưng hậu quả từ hôn bị thả lồng trôi sông, Ngôn Thần không thể không lo. Anh Tám đã quyết, nhất định phải tạo ra vi phạm một trong thất xuất mới có thể thành công. Nhưng những cái này là đại nghịch bất đạo, anh Tám quyết định không nghe lời khuyên bảo của đại ca. Lòng Mạc Ngôn Thần có rất nhiều khúc mắc, nói trắng ra là có chút ghen tị với tình cảm của vợ và em trai. Để tự trấn an bản thân, tiểu đàn lừa dối bản thân người làm tổn thương mình không phải Thành Thành, quyết tâm mò tới Tuyết Viện một lần nữa. Đang khí thế hừng hực đập cửa bỗng trông thấy Vu Hạo đeo khẩu trang thì hết cả hồn. Ra là anh Tám đang già ốm, vừa mắc bệnh nan y truyền nhiễm để kiếm cớ được ly hôn. Nào ngờ tiểu đàn không những không sợ mà đẩy cửa lao một mạch vào. Ông đại phu canh sẵn, cứ có người là ra ám hiệu bắt đầu diễn kịch. May mà anh Tám bệnh giả chứ không bệnh thật, ốm yếu mà bị cô vợ lắc quay mòng mòng thế kia cũng sớm về chầu tổ tiên. Tất cả nằm ngoài dự đoán của Mạc Liên Thành, cô vợ sốt sắng đuổi hết mọi người đi để một mình trông anh. Trông cô thật lòng chăm sóc mình đến nơi đến chốn, anh Tám lại hối hận vì đã lỡ lừa cô. Sau một đêm tỉnh dậy, anh vẫn nhất quyết cầu xin cô cho mình tới nơi khác ở, sợ cả phủ sớm sẽ lây bệnh hệt. Tiểu đàn còn lâu mới đồng ý, sao có thể để anh chồng bệnh tật rời xa mình, dù thế nào cũng phải sống chết có nhau. Nằm một chỗ quá lâu anh đâm ra cuồng chân cuồng tay, nhân lúc không có ai phải khua múa tập thể dục cho khỏe khoắn. Rồi lại ngáp ngắn ngáp dài, sớm bị thần ngủ lôi vào giấc mộng. Thấy cuốn sổ mình tự tay vẽ anh vẫn giữ lại, chẳng hiểu cô đọc được gì đó tức giận quay mặt bỏ đi. Hoa ra cô đã phát hiện anh giả bệnh để lấy cớ bỏ mình, đã thế cô phải cùng với kính tâm chuyên tâm diễn kịch hơn nữa để hắn vui lòng. Đầu tiên đắp thật nhiều chăn cho người bệnh đỡ rét, còn kiếm cớ Vu Hạo bận ta sẽ ở lại chỗ chàng luôn cho tiện. Anh Tám nóng quá không dám kêu, từ từ đợi nàng ngủ mới dám đẩy chăn ra. Nhưng đời không như mơ, cô nàng bật dậy đắp lại chăn y như cũ, rồi nhân cơ hội hun luôn một miếng coi như trả công. Giờ này cũng chịu không thể diễn thêm nữa, anh Tám vội vàng hạ màn kịch luôn, nàng biết ta giả bệnh từ bao giờ. Cô vợ không một lời trách cứ, lần này ta quyết phải bảo vệ chàng, đợi thời cơ chín muồi chúng ta sẽ trở về với Dục Nhi. Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc, dù anh chẳng hiểu cô đang nói gì, nhưng tấm chân tình có thể nhìn thấu. Sự thật là cô yêu anh thật lòng, tiểu đàn chẳng còn tâm trạng nào nghe anh giải thích nữa, chàng ngủ đi, rồi ta sẽ về phòng. Nhìn tấm lưng gầy mang theo bao ấm ức, nhưng anh Tám không thể lùi bước nữa. Chỉ vì không muốn nàng liên lụy tới Mạc gia mà anh phải dứt lòng. Đã thế thì anh càng phải đi mau, gọi Vu Hạo về tính kế rời khỏi thì anh thị vệ toàn tính đường lùi. Nào là ta thấy công chúa cũng thật lòng với ngài đấy, hay kính tâm hung dữ phải biết. Vân vân và mây mây để níu chân chủ nhân ở lại. Không phải nhiều lời, việc ta đã quyết, ngươi cứ thế biết đường đi mà chuẩn bị. Vừa nghe anh Tám định tới nhã cư các mà Vu Hạo trợn tròn con mắt, ra là trốn thanh lâu mua vui cho đám nhà giàu. Trong lúc một mỹ nam tử đang múa may quay cuồng, yểu điệu thướt tha, Mạc Liên Thành bước xuống lầu chiếm hết spotlight về phía mình. Anh đây là định làm gì? Mặt không đổi sắc anh đưa tiêu lên thổi, còn tiểu đàn chống cằm vui vẻ thưởng thức không thôi. Đúng là chỉ có chồng mị mới đẹp trai được như vậy. Mãi anh múa quạt mới nhận ra mình bị mọi người ngó lơ, tức giận lui vào trong hậu trường. Chẳng bù cho anh Tám, sau một màn thể hiện xuất sắc, được bao nhiêu người yêu cầu biểu diễn thêm. Tiểu đàn thấy thế thì đắc ý, không ngờ chồng mình lại được yêu thích như vậy. Kế sách của phò mã nhỏ thất bại toàn tập đã không làm cho vợ bỏ được mà nghe vẻ độ ngưỡng mộ còn nhân đôi. Thua keo này ta bày keo khác, Vu Hạo đã muốn bỏ cuộc lắm rồi nhưng Mạc Liên Thành vẫn hừng hực khí thế tiếp tục sự nghiệp vĩ đại. Sai anh hầu đi viết thiệp mời gửi tới các quý nữ kinh thành tới tham dự hội thơ anh mở ở Tuyết Viện. Đã thu thập được một danh sách thế này, Vu Hạo cũng bái phục chủ nhân mình đã bỏ ra nhiều công sức để làm mấy việc vô ích như này. Lần này cuối cùng cũng chọc cho tiểu đàn ghen thật, không phải một tiêu ét đây mà là cả bầy kéo tới trêu người nàng. Anh Tám cố hết sức để tên mình được ghi danh phạm phải thất xuất về tội dâm loạn. Đã thế thì nàng càng phải dũng cảm đối mặt với việc bị cắm sừng. Cho anh được toại nguyện thì cô lại lương thiện quá. Tiểu đàn đã nghĩ tới kế hoạch đối phó từ trước rồi, nháy kính tâm sẵn sàng thực hiện kế hoạch B. Tiệc thơ công khai rộng quá, kinh động tới cả Mạc Ngôn Thần bên Sương Viện. Sợ tin tức này chẳng mấy chốc sẽ lọt vào cung hay tới tai Mạc gia, anh trai một mực khuyên em mình nghĩ lại. Chuyện hưu thư cứ để tính kế lâu dài, nhưng muộn mất rồi còn đâu, đống quý nữ đã mò đến tận phủ công chúa. Mà anh Tám cũng rất nhiệt tình sửa soạn kỹ càng ra đón tiếp. Giai đẹp thế này, mắt các cô cứ sáng quắc như đèn pha ô tô mà ngắm mất thôi. Khai tiệc, anh mở màn bằng cách ngâm một bài thơ vịnh về sắc đẹp của nữ nhân, các cô kia rất hưởng ứng.
Không khí đang vui vẻ thì tiểu đàn đến phá đám, mọi người sợ quá đứng bật dậy kính cẩn chào. Cô vợ tốt bụng còn tặng mỗi người một hũ phấn thơm, gọi là có cái lễ cảm ơn đã tới chung vui cùng anh chồng. Kết quả đi ngược với dự kiến, anh Tám không khỏi thất thần, còn lâu anh mới thắng được nữ nhân hiện đại thời 4.0 như cô nhé. Nhân cơ hội, tiểu đàn còn định chốt đơn luôn, phấn 12 tiếng không trôi, son đảm bảo lì như cái bản mặt người yêu cũ. Hôm nay coi như có duyên, ai mua thì đi đăng ký ta để giá gốc cho, phờ di ship đến tận giường. Mấy khi được món hời, đám quý nữ định phi đi mua luôn. Gượng đã, không vội để anh Tám tổ chức nốt hội thơ. Dám chắc tiểu đàn rủ thập tứ công thử đến phối hợp phá đám chắc luôn, anh Tám cứ mở miệng ngâm vài câu là hai chị em chớp luôn thời cơ nhảy vào quảng cáo sản phẩm. Lần này Mặc Liên thành điên thật, cảm thấy ghê rợn với màu son hồng thắm lụa vừa được swatch lên môi em mình. Tính tìm Vu Hạo giải quyết mớ bòng bòng thì anh Hầu đã chen lên đăng ký mua luôn loại son giống thập tứ công tử. Ok Hầu với cả Hạ, anh Tám tức không nói lên lời, quay lưng phắn thẳng. Việc phò mã nhỏ phạm phải thất xuất đã tới tai hoàng thượng, bà thoát cái đã đoán ra, hắn quyết tâm lấy được hưu thư đây mà. Chuyện này cũng vừa vặn tới Mặc phủ, cha Mặc cùng một nữ quân sư bí ẩn đang bàn bạc phải nhanh chóng cướp được đế lệnh nắm trong tay quân đội toàn thành. Nhân cơ hội, vua tăng thuế vô tội vạ khiến dân chúng lầm than, cứ vin vào cớ đó sẽ kiếm được khối người ủng hộ. Hí hửng đếm đi đếm lại đống chi phiếu trên tay, ngay tiểu đàn phát tài sắp tới rồi. Làm sao có thể làm khó được siêu có đất như cô, mấy cái chuyện bán hàng vật vãnh này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Nờ nhân tự động mò tới nhắc cô phải cắt hoa hồng, không sao dù gì nhờ chàng mà cô mới ăn nên làm ra như vậy. Muốn bao nhiêu thì nói đi. Anh Tám muốn lên giọng phản bác, trách cô thân phận tôn quý lại trơ mặt ra đi bán hàng rước nhục vào thân. Cô vợ chả quan tâm, trực tiếp ngã vào vòng tay ấm áp của anh. Nói nhiều như thế làm gì, cái chính là anh đã mang hưu thư tới tận cửa đợi cô ký vào. Tiểu đàn không từ chối, chàng thích thì ta chiều, làm anh Tám hụt hẫng không ít. Đúng là nam nhi khó dò, chẳng biết phải sống sao cho vừa lòng anh. Ôi giời ạ, cô sử dụng đúng cái cách anh dùng khi cô đòi hưu thư trong phần 1, thị tẩm đi rồi ta sẽ thả chàng. Mặc Liên Thành nhếch mép cười khó hiểu. Anh nghĩ gì thì nói luôn đi, cứ bắt chúng tôi phải dò. Mặc kệ Vu Hạo ngủ gật đến không biết trời đất, anh Tám vẫn miệt mài vừa luyện kiếm vừa nhớ lại lúc nãy tiểu đàn đã làm một cái lễ kỷ niệm ngày cưới. Trên vỏ bánh viết vài chữ, đã suy nghĩ xong chưa? Phò mã lớn thì chẳng hiểu gì, nhưng phò mã nhỏ vừa nhìn đã hiểu luôn, tính dùng hưu thư để bắt anh thị tẩm phải không? Thế là từ lúc đó tiểu đàn suốt ngày làm phiền hỏi ý anh cho bằng được. Anh này nhất thời tức giận dọa Vu Hạo tỉnh cả ngủ. Tiếp đó là chuỗi hành động vô tri của anh, như rót chén trà mà gần hết cả ấm mà các anh em nhìn thấy đây. Vu Hạo cố chêm vào một câu, trông công tử như người mất hồn làm anh 14 cũng lo thay. Ép cung hỏi bằng được điều kiện đổi lấy hưu thư của nhị công chúa là gì. Bố bảo anh Tám cũng không dám nói, cùng lúc đó Kính Tâm lại tới hỏi thay chủ. Phò mã nhỏ đã suy nghĩ xong chưa, câu hỏi làm anh ám ảnh suốt mấy ngày nay. Cả ba đều dài cổ đợi anh trả lời, nhưng anh Tám thì không có gì gọi là có phản ứng lại. Mọi người thương thay cho số phận của anh vì sắp bị vợ bỏ mà thần hồn nát thần tính đến như vậy. U cũng là phận nam nhi số khổ, Vu Hạo và thập tứ công tử cứ một lúc lại khóc lên ai oán, không chịu được nữa thôi anh chấp nhận làm luôn cho xong rồi cuốn gói rời khỏi đây. Kính Tâm nhận được hồi âm vội về báo cho chủ. Tiểu đàn nghe xong sung sướng đến nhảy cẫng lên. Nàng nhất thời hứng khởi sai cô hầu đi chuẩn bị nước tắm thơm tho cùng một bộ đồ ngủ mỏng manh gợi cảm. Kính Tâm thấy có gì đó sai sai, vội khuyên. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, tiểu đàn muốn xem lần này anh chồng sửa soạn chủ động ra sao. Thế người xong việc là bỏ phò mã nhỏ thật ạ. Tiểu đàn cười danh mãnh, em cứ đợi xem kịch đi. Biết tin tối nay bát đệ lâm trận, Mặc Ngôn Thần lại mang rượu đến cổ vũ em trai. May mà anh này không biết thử thách để lấy hưu thư là gì, nếu biết thì anh cũng chết tâm nhiều chút. Cố lên em, anh biết mày không hèn nhát đâu mà. Mãi anh Tám mới để lộ là một trò chơi liên quan tới thể lực, bây giờ đại ca mới hiểu, bảo sao mấy nay đệ chăm chỉ luyện kiếm thế. Mặc Liên Hiên thập thò bên ngoài nghe lén bị Kính Tâm một phát xách cổ ra ngoài. Thế rốt cục là công chúa muốn thử thách bát ca nhà ta cái gì vậy? Cô hầu xấu hổ, ngài cứ biết là một việc tất cả các nam tử đều lo lắng là được. Anh 14 bồi thêm một câu, thế sau này cô hãy thử thách ta như thế, làm cô hầu cả ngượng. Lập tức đuổi anh về phủ, nói thế chứ nhìn mặt là biết cô vui rồi. Không nhưng có Romeo Juliet phiên bản lỗi thì chớ, tiểu đàn còn muốn copy luôn dáng nằm của Rose trong Titanic à? Quyến rũ đâu chưa thấy, nhưng vừa nghe tiếng bước chân của anh chồng nhỏ là vội tắt đèn giả bộ được luôn. Mặc Liên Thành đã say khướt, lảo đảo bước vào, đã buông lời châm chọc, nến vừa tắt, cô giả ngủ cho ai xem. Đúng là có tí rượu vào mạnh dạn hơn hẳn. Anh trực tiếp leo thẳng lên giường, cà khịa, chẳng lẽ công chúa thấy xấu hổ sao? Tiểu đàn là minh chứng cho câu nói phụ nữ hiện đại, không ngại nằm trên, chỉ trong nháy mắt, cô đã cho anh xuống này. Vâng, thế là hai anh chị đã hoàn thành giao dịch như đã hẹn. Chỉ khổ Mặc Ngôn Thần, tự hành hạ mình chép phạt cả đêm. Anh từng chê cười đám nam nhân vì yêu mà lòng dạ hẹp hòi, không ngờ hiện tại chính mình cũng như vậy. Anh Tám đã tỉnh dậy sau một đêm mặn nồng, luyến tiếc mãi vì sắp phải rời xa cô. Còn tiểu đàn đang đắc ý với nhan sắc của mình, phải có sức hút lắm mới làm chàng lưu luyến như vậy. Cô quyết định trêu anh chồng nhỏ tí cho vui.
lật mình một cái mà môi chạm môi, anh Tám không từ chối, thế là bị ăn ngay một cú lửa, xấu hết cả mặt. Cô diễn lại đúng bài anh đã làm trước kia, bản công chúa không hài lòng, Hưu thư cứ để đó đã. Trách mình thất thân vô ích, anh Tám hết sức thất thần. Tai vách mạch rừng ở đâu cũng có, chuyện nhị công chúa không hài lòng sớm lan ra cả phủ, đến tận tai của thập tứ công tử. Lại nhắc con rể của phủ thượng thư năm ngoái, chỉ vì ba chữ không hài lòng mà tạch rồi còn đâu. Ngoài việc làm như không để ý, thì anh Tám cũng chẳng biết bày ra biểu cảm gì. Đúng lúc hạ nhân mang đồ bổ tới, anh như chết đuối vớ được cọc, chửi hắn một trận nên thân chút giận. Trưởng công chúa đi dạo phố, được một tên bán hàng khen đẹp như tiên nữ thì mát hết cả mặt. Rồi vô tình gặp Mặc Ngôn Thần cũng đang dạo chơi. Anh định mua túi thơm tặng vợ để cô nhớ lại tâm ý ban đầu. Mini nghe được ức chế, huynh việc gì phải hạ thấp mình đến mức này, rồi dùng vô số lời lẽ khó nghe sỉ nhục đàn nhi. Phò mã lớn nghe vợ bị nói xấu không chịu nổi, bèn nhắc nhở Mini rồi bỏ đi. Còn lại trưởng công chúa đơn độc đứng trên đường. Sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, anh Tám mới biết mình đã bị vợ lừa. Còn vợ anh biết được sức nặng của ba từ không hài lòng, càng phấn khích, quyết định đưa nó vào gia huấn. Nàng còn định tặng bốn chữ nỗ lực bền bỉ bắt anh chồng nhỏ đóng khung treo trong phòng. Thương phò mã nhỏ mấy hôm nay bị đả kích hơi nhiều, kính tâm muốn ngăn công chúa nhưng nàng ứ chịu. Cô hầu liền chơi chiêu, có chết em cũng không đi đưa đâu. Có vẻ biên kịch phim này rất thích cosplay, lần này là Mặc Liên Thành luyện võ rồi nốc rượu như Đông Phương Bất Bại bản Lâm Thanh Hà. Anh vẫn đang sầu não vì ba chữ không hài lòng ấy cứ hết nốc rượu lại múa may quay cuồng. Mặc Ngôn Thần thương em trai, trông nó luyện kiếm, lại nhớ đến những lời Mini nói lúc nãy, giờ anh mới đoán ra. Liên Thành cố tình đòi hưu thê vì sợ chuyện của Mặc gia sẽ liên lụy tới tiểu đàn. Thế là anh tuốt kiếm, nhảy vào đánh một trận sống mái với em trai. Kết quả, đôi bên ngang tài ngang sức, trước khi đi đại ca khuyên bát đệ một câu, đã là nam nhi phải biết đường đầu. Nhìn bóng lưng thất tha thất thểu của anh trai, anh Tám càng quyết tâm tối nay sẽ lấy được hưu thư. Còn Mặc Ngôn Thần lại tự phạt mình vi phạm nam đức sai anh hầu khóa trái cửa đúng giờ này hôm sau mới được mở ra. Anh đau khổ tột cùng, bên má còn vương máu. Anh Tám một lần nữa mò tới chỗ tiểu đàn, nhờ men rượu giúp sức, lần này anh quyết tâm phải thể hiện thật tốt mới được. Hoàng thượng mắc bệnh đau đầu mãn tính, xuống giường cũng cần phải được dìu. Thấy bảo đã phạm phải điều cấm kỵ mà bệnh ngày thêm nặng. Nhưng có đau thế nào vì người đó bà cũng chấp nhận. Nghe nói mấy nay nhị công chúa thị tẩm đều thấy không hài lòng, lúc này bà đã xác định được đàn nhi này thật sự kỳ quặc. Bà phải triệu bát công tử vào hỏi chuyện thôi. Mới sáng ra, phò mã nhỏ đã oang oang đòi bỏ vợ, gì mà nam nữ bình đẳng, làm gì có chuyện mỗi nàng bỏ được ta. Tiểu đàn không vui, chưa kịp nói gì thì đã nghe tin anh Tám bị gọi vào cung. Bị hỏi về chuyện náo nhiệt mấy hôm nay ở phủ nhị công chúa, Mặc Liên Thành trực tiếp khai ra mình phạm thất sất, mong được hoàng thượng giáng tội. Chưa thấy nam nhân nào mồm miệng sắc bén thế này, bà tức quá ném đồ, phạt anh Tám ra quỳ ngoài sân. Cách Mặc Liên Thành suy nghĩ và giao tiếp giống hệt người đó, nếu hắn đã muốn ra đi như vậy, hoàng thượng trực tiếp thành toàn. Bà sẽ ban sắc lệnh mới, cho phép nam nhân tự do kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Đàn nhi xin lỗi nàng, vừa nghĩ tới đây đột nhiên anh Tám của ngày xưa trở lại. Sốt sắng nhận lỗi, đã hành động quá lỗ mãng kinh động đến hoàng thượng. Thấy anh không muốn rời khỏi tiểu đàn nữa, bà ta dù vô cùng tức giận, vẫn dặn anh lần sau nói gì phải suy nghĩ kỹ càng. Ngay lập tức kính tâm đã hóng hớt được chuyện phò mã nhỏ dám bật hoàng thượng để níu giữ cuộc hôn nhân với tiểu đàn. Vậy là thành thành chắc luôn, vừa thấy người về, nàng đã lao thẳng vào vòng tay anh chồng. Ôi nhớ quá nhớ chết đi được, cục cưng của ta. Hai người dắt nhau về phòng, anh Tám dặn dù có thế nào cũng cấm nàng được bỏ ta. Cái này thì ok, nàng đâu có ngu, rồi hai người lại định làm gì. Biết được hậu quả, anh chồng thận trọng tuyệt đối không làm ba cái hành động thân mật nữa, nhưng tiểu đàn nào có chịu. Họ chơi trò mèo vờn chuột một hồi thì đâu lại về đó cả thôi. Chán hai anh chị lắm cơ, cứ đến lúc quan trọng lại hành sự như mất não. Là bát công tử thì nàng sao có thể để yên, chàng ghét ta đến mức phải vào tận đó xin hoàng thượng ban hưu thư à. Biết mình thất bại, phò mã nhỏ không hiểu nổi trong lúc mất trí nhớ mình đã gây ra trò gì thì kính tâm vào thông báo, vì chuyện sắc lệnh mới mà dân chúng đứng chặn đầy ngoài cửa không chịu rời đi. Hóa ra họ tới để cảm tạ phò mã nhỏ, nhờ sắc lệnh mà họ có thể tự do thoát khỏi mụ vợ xấu xa. Nhưng mụ vợ không để yên, hùng hục như châu húc mà tới đòi chồng, dọa họ mà bỏ đi, chắc chắn sẽ bị cười nhạo cả đời. Rồi hỏi ngược, thách công chúa dám để phò mã đi đấy. Nhân cơ hội tiểu đàn nắm lấy tay anh chồng nhỏ, nếu chàng muốn ra đi thì ta sẽ đồng ý. Mọi người ủng hộ nhiệt liệt, con mụ kia không làm gì được phải bỏ về. Hai người tạm thời bình thường hóa quan hệ, mà kể cũng lạ, tự dưng hoàng thượng ban bố sắc lệnh mà anh từ chối là có dụng ý gì. Mất công nàng thể hiện tốt như thế mà cũng không nhận được lời khen nào. Còn bị anh chồng hiểu lầm là hoàng thượng cho nàng cơ hội đối phó với Mặc gia. Anh vội cáo từ, mặc kệ cô vợ điên một mình. Cả khúc đàn nhi và Mặc Liên Thành bỗng dưng thay đổi tính nết làm anh thị vệ của vua thấy khó hiểu. Mà mưu đồ phía Mặc phủ hoàng thượng cũng biết từ lâu, có điều mọi chuyện có khuynh hướng tiến triển nhanh ngoài tầm kiểm soát. Hắn vừa dẹp yên náo loạn trước phủ công chúa, cộng thêm chuyện Mặc lão gia, Mặc Nguyên Long đã động tới chuyện quỹ đen, chứng tỏ họ đang muốn thăm dò ý vua và lòng dân.
Anh thị vệ sợ họ phu thê liên thủ thì càng khó đối phó. Hoàng thượng nghe tới đây thì tức điên, dù có thế nào, hắn phải là của ta. Anh kia vội xoa dịu tình hình, xin phép được điều tra tiếp. Vì sắc lệnh tự do bảo vợ, anh trai Vu Hạo cũng là một trong số những người lập tức thoát khỏi hôn nhân. Khổ nỗi Vu lão thấy xấu mặt, bắt con trai phải vào chùa xuất gia, nên Vu Hạo phải đưa anh trai tới cầu cứu Mạc Liên Thành. Nghe vẻ sắc lệnh này cũng có nhiều bất cập, vừa hay có lệnh triệu anh vào cung, phải nhân cơ hội này hỏi vua cho ra lẽ. Vừa tới anh đã chê lọ hoa của hoàng thượng đẹp nhưng vô hồn, thành công thu hút sự chú ý của bà. Anh thấy sắc lệnh mới có nhiều bất cập, cầu xin được bổ sung thêm vài chỗ để nam nhân bỏ vợ vẫn được đối đãi như người thường. Hoàng thượng đồng ý luôn, sắc lệnh mới sẽ do ta và ngươi cùng hoàn thành. Tiểu đàn vẫn còn ngủ nướng tới quá trưa, tới lúc kính tâm thông báo anh tám vào cung mới bất ngờ tỉnh dậy, máu ghen nổi lên không ít. Còn anh chồng nhỏ vẫn miệt mài làm túi thơm tặng vua, bà ta nũng nịu trách, lúc trước cùng thất nút đồng tâm với ta đâu có ẩu đoảng như thế này. Anh tám chắc mầm đó là chuyện trước khi mình mất trí nhớ, thì hoàng thượng đã tới bên cạnh ngồi chung tự bao giờ. Anh này tỏ ra rất phối hợp, tới lúc đụng phải tay bà thì nhanh chóng rút ra, kính cẩn tạ lỗi đã làm vướng tay hoàng thượng. Bà hoài niệm về những kỷ niệm trước đây của họ, nhưng anh chẳng nhớ gì đành nói bừa tiếp chuyện. Rồi bà ta bật dậy đưa ra chiếu chỉ mới, rồi khuyên anh nên làm mẫu viết hưu thư trước để dân chúng lấy làm gương. Anh liền ngoan ngoãn viết luôn, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi này. Vừa về tới, Mạc Liên Thành nói luôn những nghi ngờ về ý đồ của hoàng thượng cho tiểu đàn. Khổ nỗi nàng vẫn đang ghen lồng lộn, chỉ trực phun trào. Đúng lúc anh thị vệ mang lễ vật ban thưởng do phò mã nhỏ góp công hoàn thành sắc lệnh, còn thừa cơ nói ra việc họ cùng nhau làm túi thơm. Và bức hưu thư nãy anh viết được giao tới, thành công chọc tiểu đàn tức giận. Ok đã thế thì ly hôn, nàng cũng không níu kéo nữa. Mạc Liên Thành khó giải thích, đành phải nuốt ấm ức vào tim. Còn kính tâm bị tiểu đàn sai phải đi viết thư thỏa thuận ly hôn hộ nàng. Nhưng rồi vẫn không hài lòng, nhị công chúa quyết tâm tự mình viết cho nhẹ nợ. Cô hầu chẳng hiểu tại sao lần này chủ nhân quyết tâm bỏ chồng như thế. Rồi vẫn đồng ý đem sang biệt viện của phò mã. Dặn anh chỉ nhận thôi chứ đừng ký tên cũng được. Vu Hạo thông báo anh trai nhận được túi hương và mẫu hưu thư hoàng thượng ngự ban đã hết bị cha coi thường, vô cùng biết ơn dập đầu cảm tạ bát công tử. Đến đây kính tâm mới biết công chúa giận nhầm, nhưng hưu thư đã đưa khó mà thu lại được. Cô hầu liền chạy tới chỗ tiểu đàn đang chút giận, đấm lia lịa vào cáo bao cát viết tên Mạc Liên Thành. Khuyên mãi cô mới nguôi giận, nhìn thấy anh chồng nhỏ là vội chạy ra xin lại bức hưu thư luôn. Cái đó ta viết sai chính tả nhiều quá, để viết lại bức khác cho chàng. Anh tám ủ rột, ta không muốn phải nhận hai bức hưu thư từ nàng, rồi đi mất. Ôi tức chết mất thôi, tiểu đàn đành bí mật vào tuyết viện trộm lại bức hưu thư, vô tình bị anh tám phát hiện. Cảm ơn công chúa đã giúp ta dọn phòng. Anh chạy một mạch tới chỗ đại ca nghỉ ngơi cho tâm hồn thanh tịnh. Nào ngờ Mạc Ngôn Thần tưởng em trai ly hôn thành công, vui quá đã chuẩn bị hết số vàng bạc châu báu tích cóp bao năm cho em trai vào cung hầu vua cũng có chút vốn liếng giữ thể diện. Anh tám cũng lười giải thích, cảm thấy không xứng đáng với tấm lòng đại ca dành cho mình. Anh hối hận thật rồi, muốn ở lại như bao người chồng khác hầu hạ vợ rửa mặt đánh răng, nhưng đã muộn. Còn tiểu đàn thì sốt ruột nghĩ cách nào đó để tránh mặt anh, không muốn nhận hưu thư. Vừa thấy tiếng người chưa kịp tắt đèn cô đã giả bộ ngủ mất. Anh chỉ muốn chăm sóc vợ trước khi rời đi thôi mà, công chúa đành phải ngồi dậy, nhưng trong lòng vẫn sợ phải nhận lấy bức hưu thư đã ký tên rất nhiều. Tự dưng anh này chăm sóc mình kỹ quá, có khi lại không muốn ly hôn nữa ấy nhỉ. Thế rồi nàng vẫn mở miệng hỏi về chuyện ly hôn trước, và anh thì đã không còn ý định bỏ đi nữa rồi. Từ giờ trở đi ta sẽ ở bên cạnh nàng mãi mãi. Anh thật lòng thừa nhận sợ chuyện của Mạc gia sẽ liên lụy tới cô. Nhưng cô nào có để ý mấy việc vật vãnh đó, cứ để chị đây bảo vệ chàng chu toàn. Đang tiến hành được một lúc, cô bỗng bật dậy đòi anh chồng nhỏ phải nói rõ toàn bộ chân tướng cho mình nghe. Nhưng anh thực hiện một loạt hành động thân mật, công chúa phải hứa không bỏ thì anh mới tiết lộ. Không muốn nói thì thôi, họ lại tâm tình đôi chút vậy. Mỗi giây mỗi phút cô đều mong anh nhớ lại và mặc cảm về việc mất trí làm anh nổi máu ghen với chính mình. Ủa người gì kỳ vậy, nhưng mà đáng yêu, chỉ cần có anh ở bên tiểu đàn chẳng cầu chi nữa và người có tình sẽ được dẫn lối trở về bên nhau. Lưu Bách Thủy có muốn trốn cũng không được, vô tình rơi vào vòng tay của anh thị vệ hoàng gia. Nhìn gì chằm chằm thế ông già, thì để bói toán chứ làm gì nữa. Từ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cũng lôi ra hết, cậu có số mệnh vang dội của Kim. Anh kia biết thừa tên này chuyên gia lừa đảo ghét bỏ ra mặt. Sợ chuyện mình kê thuốc bừa bãi đã bị công chúa phát hiện, mới sai người tới đây bắt, thế là vô tình để lộ thiên cơ. Anh thị vệ càng hỏi thuốc gì, cho ai uống, thì ông ta càng làm giá, ngậm miệng im bặt. Cứ có tiền như này là được rồi, có gì từ từ nói với nhau cũng được. Anh thị vệ ra về, nở nụ cười giả chân thấy ớn, sau này còn nhờ vả tiên sinh nhiều nhiều. Kiếm được tiền càng ngày càng khó khăn, ông ta đang hận đời thì vô tình bị kính tâm nghe thấy. Ừ ông nói cũng có lý. Việc tiểu đàn bị lừa tiền mua thuốc cho Mạc Liên Thành uống đã tới tai hoàng thượng, bà cũng thông não nghĩ lại anh tám không phải người trước kia, chắc do bà bệnh nặng nên nghĩ nhiều thôi. Tiểu đàn và anh chồng nhỏ giờ mới chính thức bước vào hôn nhân mặn nồng, nàng cứ luôn miệng gọi vương gia rồi bắt anh dạy mình tập đàn.
Kính Tâm chẳng quan tâm hoàn cảnh không cho phép chạy sộc vào thông báo, vừa tới tính sổ với Lưu Bách Thủy thì phát hiện anh thị vệ Tiêu Tuấn cũng vừa rời đi. Biết ông ta còn nhận tiền của hắn, Tiểu Đàn đoán lão ta là lừa đảo chắc luôn. Thấy anh chồng nhỏ cứ ngơ ra, cô lại giải thích từ đầu về chuyện Huyền Linh Đại Lục, Trấn Hồn Châu và Ly Hồn Tiêu. Nghe xong mà anh Tám vẫn ngơ không kém gì chưa nghe. Tên lừa đảo đã bị trói lại, xem nhị công chúa trị tội ông ta. Lưu Bách Thủy một mực cãi lại, chẳng phải từ ban đầu ta đã giới thiệu mình không phải là Lưu Thiên Thủy rồi sao, tại nàng cứ tự biên tự diễn 1000 thiếu mất 900 đó chứ. Nhân cơ hội ông ta phải nói luôn mình một thân trong sạch chưa từng được gả đi, đá lông nhau nháy mắt làm Kính Tâm phát ói. Anh Tám lo rằng giải ông ta lên quan phủ có khi lại rơi vào tay hoàng thượng, chi bằng diệt khẩu luôn làm Lưu Bách Thủy sợ hết hồn. Ôi ôi, ta trên giỏi thiên văn, dưới tường địa lý giữ lại còn có ích mà. Nhưng Tiểu Đàn còn lâu mới bị lừa nữa, chém gió cũng nên biết ngại miệng ông ấy. Thế rồi ông ta miệng dẻo quá, cô cũng bằng lòng giữ lại. Vừa được phóng thích, ông vội chứng minh mình có ích luôn, nháy mắt với Tiểu Đàn nên làm mấy cái hành động khó nói giúp phò mã nhỏ khôi phục trí nhớ. Chẳng biết cách này có tác dụng hay không, nhưng việc này cô nàng thích làm. Tự dưng bị nhìn chằm chằm anh Tám đâm ra lo lắng. Thế là nhị công chúa bắt Kính Tâm đào một cái hố sâu, quay sang Vu Hạo dọa anh tưởng mình sắp bị đẩy xuống đó quỳ xuống cầu xin. Chán cái tên nhát gan này, cô bảo Kính Tâm xách cổ hắn đi luôn cho nhẹ chuyện. Người đã đi hết, cô vợ rủ anh chồng cùng nhảy xuống để nhớ lại chuyện xưa. Ôi nàng bị điên à, ta vẫn còn muốn sống khỏe thêm vài chục năm nữa. Và rồi nàng lại tiếp tục làm công tác tư tưởng, khi đó chàng võ công cao cường, chỉ loáng cái đã ôm ta bay lên khỏi cái hố. Anh Tám bất ngờ, hóa ra mình còn biết bay, cái khỉ gió gì vậy? Nghe đã thấy điều rồi, anh Tám nhất quyết không nghe theo vợ. Làm cô thất vọng không ít, không xuống thì thôi vậy. Tiểu Đàn cứ thao thao bất tuyệt về những ký ức năm xưa, còn nói hôm nay là kỷ niệm lần đầu đại hôn của họ. Không biết người nàng yêu là anh hay chỉ là yêu những ký ức ngày xưa ấy. Nàng còn khoe họ có tận 3 ngày kỷ niệm kết hôn, anh Tám không vui chỉ thích kỷ niệm mỗi ngày cưới ở kiếp này. Ok, vậy ta vẽ cho chàng xem Dục Nhi đáng yêu của chúng ta vậy. Đứa trẻ đáng yêu đâu chẳng thấy, chỉ làm phô ra kỹ năng hội họa dở tệ của mình thôi. Anh chồng cho rằng mình vẫn nên vẽ hộ thì hơn. Kết quả ngoài sức tưởng tượng, Dục Nhi thật sự đã xuất hiện dưới nét vẽ của anh. Mà cảm tội lỗi tự trách bản thân không nhớ gì về con, làm sao anh xứng làm cha nó chứ? Tự giận chính mình, lại giận lây sang công chúa, anh Tám vùng vằng bỏ về phòng. Người hầu đã hóng được câu chuyện chạy về kể với Mặc Ngôn Thần, thấy trời mưa anh lo Tiểu Đàn vì cãi nhau sẽ buồn, vội chạy sang thăm. Còn Mặc Liên Thành, thất tha thất thểu dưới mưa, nghĩ việc Tiểu Đàn đối xử tốt với mình từ trước tới nay, chẳng khác nào là thế thân cho kẻ khác. Phò mã lớn vừa tới đã bị đuổi về, anh vẫn kiên nhẫn khuyên vợ có tâm trạng gì thì giải bày hết ra cho nhẹ lòng. Dù muội có như thế nào, ta vẫn yêu muội. Nhờ câu nói này mà cô tỉnh ra, dù có thế nào anh Tám vẫn là người cô yêu nhất. Lại một lần nữa bị bỏ mặc, phò mã lớn không khỏi chạnh lòng. Có trách thì trách anh mang kiếp nam phụ ngôn tình. Tiểu Đàn đội mưa tới tìm gặp Mặc Liên Thành, chàng không thích thì không cần nhớ nữa, ta vẫn mãi mãi luôn yêu chàng. Tấm chân tình được cô vợ thấu hiểu, anh Tám thấy yên lòng, từ bây giờ hai người sẽ cùng tạo ra thật nhiều ký ức mới tươi đẹp. Ký ức đầu tiên Tiểu Đàn muốn tạo ra là rủ anh chồng đi đầu tư bất động sản với mình. Chán cái cô này, sống ba kiếp rồi mà vẫn đam mê phát tài thế. Chúng ta nên mua hết khu này để mở khu du lịch. Bản công chúa phải có được cả tiền lẫn tình yêu. Mặc Ngôn Thần thất tình, điên cuồng múa kiếm giải sầu, biên kịch cũng có hơi hà khắc với anh thật. Vậy mà nghe thấy vợ và em trai ân ái mặn nồng, vẫn cố mỉm cười. Xong rồi, không chịu được nữa mới phát tiết cơn giận thật. Anh thấy như là mình đã bị bát đệ phản bội, đau lòng đến cùng cực. Phò mã lớn sửa soạn kỹ càng lần này quyết tâm tranh sủng, Tiểu Đàn vừa tới đã ôm chặt lấy nàng. Cô cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhìn Mặc Ngôn Thần bị tình yêu dày vò đến vậy, cố mãi mới nói ra một câu hòa ly. Có giải thích gì cũng vô ích, đây mới là kết cục tốt đẹp nhất cho ba người. Cuối cùng chỉ còn lại Mặc Đại Công Tử ngồi lại xót thương cho số phận bi thảm của chính mình. Thương Mặc Ngôn Thần trung tình với Khúc Đàn Nhi đến thương tâm, Tiểu Đàn không nhẫn tâm, nói với anh chồng muốn diễn kịch cả đời cho anh chồng lớn bớt khổ. Nhưng câu hòa ly đã thốt ra, có muốn cũng không rút lại được nữa. Anh Tám cũng thật lòng thương anh trai, khổ nỗi cái ngày Đàn Nhi rơi xuống nước mất mạng, đã định sẵn đại ca sẽ phải sống trong đau khổ. Mấy ngày sau, Mặc Ngôn Thần vẫn coi như chưa xảy ra việc gì, còn chăm chỉ lo việc thu chi cho phủ công chúa, khiến Tiểu Đàn càng khó nghĩ. Nếu anh ta đã muốn diễn như vậy, thì nàng phải mạnh tay một lần, đưa luôn thư hòa ly để anh chết tâm hẳn. Lúc này, thành trì trong anh sụp đổ hẳn, đau thương nhận lấy sự thật này, rồi xé nát nó, cầu xin được nhận thư bỏ chồng. Nếu là hòa ly thì anh còn dễ sống chứ viết thư bỏ chồng anh biết giấu mặt vào đâu. Tiểu Đàn đã suy đi tính lại kỹ càng, nhưng phò mã lớn vẫn không chấp nhận, có làm gì đi nữa cũng không làm anh bớt đau hơn, cứ thế nhé, ta đợi muội mang thư bỏ chồng tới tìm gặp. Lần này anh Tám tới làm nhiệm vụ khuyên giải, chỉ tổ chọc phải tổ kiến lửa cứ trực phun trào trong người đại ca. Đương nhiên anh biết Khúc Đàn Nhi của trước đây yêu mình thật lòng, nếu không có bát đệ chen chân, đảm bảo tình cảm của họ vẫn trước sau như một.
Mạc Liên Thành thật lòng hối lỗi nhưng nhất định sẽ nắm chặt tay người con gái anh yêu đến cuối đời. Tới đây, Mạc Ngôn Thần chấp nhận ra đi, hai mắt đỏ hoe bi thương cực hạn. Tiểu Đàn tới xin phép được tiễn anh hồi phủ, nhưng đại công tử mặt không cảm xúc, nếu người cứ muốn ta sẽ cạo tóc ngay tại đây cho nàng vừa lòng. Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, chắc hẳn tâm trạng của anh Tám và cô vợ cũng không khá hơn là mấy. Mạc Ngôn Thần từ lúc hồi phủ, quỳ sụp giữa sân không đứng dậy, bị đám gia nhân Mạc phủ lời ra tiếng vào. Anh vẫn chẳng để ý, chỉ đợi cha ra mặt nói một câu công đạo. Kết cục nhận được là làm xấu mặt gia phong. Theo truyền thống cạo chọc đầu đi tu, cứ thế mà làm. Mạc Phượng Dương không đành lòng nhìn đại ca như vậy, định mang người vào chất vấn phụ thân. Nhưng ý anh đã quyết, sẽ không ở lại. Em gái đành dặn dò anh Hầu Vân Ưng giúp mình chăm sóc anh trai. Biết chuyện chồng cũ đi tu, Tiểu Đan tự đổ hết tội lỗi lên người mình, nếu không phải làm theo ý mình có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy. Mạc lão ra nghe tiếng đập cửa vội dặn người đang bàn chuyện cùng tránh mặt đi cửa sau. Là anh Tám tới trách phụ thân sao phải tuyệt tình với đại ca như vậy. Ông bố bao biện, do sợ hoàng thượng để ý nên mới phải ra tay thật nặng để tránh nghi ngờ. Nghe xong, anh Tám vô cùng thất vọng vì cha mà ông ta một mực đổ diệt là anh gây ra nỗi bất hạnh cho Ngôn Thần. Quay ngoắt sang chỉ trích thằng Tám, nghe vẻ lần này xin bố đón anh trai hồi phủ sẽ không thành công rồi. Với người cha vô tình như này, anh không thể cùng ông mưu đồ làm việc ác nữa, Liên Thành cáo lui. Việc nhị công chúa bỏ mặc Ngôn Thần khiến hoàng thượng chắc chắn nàng và anh Tám có tình cảm thật, quả là to gan không thèm diễn kịch trước mặt trẫm nữa rồi. Bà chẳng cần phải động tay, nhắc nhở Tiêu Tuấn kiểu gì Khúc Mi Nhi cũng không để yên, việc của họ là ngồi xem kịch. Không ngoài dự đoán, trưởng công chúa đã mới Trần Đại Nhân và Tô Đại Nhân tới bàn kế sách, chuẩn bị ngày mai vạch tội Tiểu Đàn trong buổi thượng triều. Hai người kia hết lòng cầu mong, Mi Nhi nên tuyệt đối cắt đứt quan hệ với Mạc Ngôn Thần để làm nên nghiệp lớn. Trước mắt nàng ta tạm đồng ý, nhưng tương lai phò mã duy nhất chỉ có thể là anh. Thấy tấu chương vạch tội Tiểu Đàn đường trình lên, hoàng thượng nhất quyết phải tra rõ chân tướng. Trong lúc Mi Nhi và các đại thần phối hợp đổ cho nhị công chúa bị phò mã nhỏ Mạc Liên Thành mê hoặc bỏ qua chính sự, còn thẳng tay viết thư bỏ phò mã lớn Mạc Ngôn Thần, đi trái luân thường đạo lý. Nhưng Tiểu Đàn đã tới quỳ sẵn trước đại điện cầu mong hoàng thượng trả lại sự trong sạch cho Mạc Ngôn Thần. Nàng tha chịu phạt để xin hoàng thượng ban chiếu trả lại danh dự cho những nam nhân vô duyên vô cớ bị bỏ như anh. Tất cả đều đồng tình, bệ hạ liền thông qua. Còn Tiểu Đàn thì bị cấm túc, Hại Kính Tâm và anh 14 phải mang đồ giúp tới chỗ Mạc đại công tử. Cô thị vệ soái khí người người, tranh bê đồ hộ vị công tử yếu đuối, thế là có thời gian tâm tình. Nói xong, Kính Tâm vội tạm biệt anh kia, hẹn hôm khác sẽ dạy anh luyện kiếm. Thập tứ công tử đúng là đáng yêu chết mất thôi. Trong lúc cô còn đang mải mê suy nghĩ lung tung, anh kia chạy lại bắn tim tim liên tục. Giờ vẫn chưa xác định được vợ chồng nhị công chúa là bị Mạc Nguyên Long lợi dụng hay là cấu kết với ông ta. Việc của Tiêu Tuấn là cứ đi điều tra trước, còn phủ nhị công chúa bà sẽ gửi Tô Đại Nhân sang chấn chỉnh tiếp. Tô Nguyệt Lạp oai như cóc cụ tới tuyên chỉ, từ nay mụ ta sẽ trực tiếp ở lại giám sát đạo đức cho công chúa và phò mã. Không rời đi một khắc, Tiểu Đàn suýt nữa lên cơn táng cho vài phát, may mà có anh chồng ở bên ngăn lại. Mụ này chưa đến đã moi móc, khuyên cô sớm chính thất mới, chứ đừng để phò mã nhỏ trưng cái mặt đi quản gia thì mất hết thể diện. Dự là Tiểu Đàn sẽ sớm phát điên mất thôi. Đối phó Tô Nguyệt Lạp thì dễ, chứ thanh ý sâu xa mới là điều khó đoán. Mang nhiều người tới như vậy, chắc bệ hạ muốn điều tra gì đó đây. Cô kia lại nổi máu ghen, có khi bà ta vẫn chưa dứt tình với chàng thì có. Không để vợ nói nhảm nữa, anh lập tức bế nàng lên, tình thế này vẫn chưa đủ làm nàng tin là thật lòng. Trước khi ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của hoàng thượng, họ cũng cần nạp năng lượng chút. Sukarna, đúng lúc Tô Đại Nhân đi qua, hắng giọng quát lớn, sao lại có hành vi đồi bại giữa Thanh Thiên Bạch Nhật thế này? Thế là hai người vào ngay tiết học giảng Tam Tòng Tứ Đức, Tam Cương Ngũ Thường. Mấy cái này học làm gì cho mệt, mặc kệ bà ta thao thao bất tuyệt, Tiểu Đàn nhân cơ hội dán chữ ngu ngục vào sau lưng tính chọc mụ. Thế rồi còn cảm ơn công chúa đã đập mũi giúp mình. Bước đi này của vợ anh Tám không cứu nổi. Thôi thì tiếp tục chờ thời cơ giật tờ giấy xuống cho lành. Lần này anh không qua mắt được Tô Đại Nhân, Tiểu Đàn nhanh chóng bảo ngu ngục là một thần thú thời thượng cổ nên phò mã nhỏ có ý khen ngài đó. Thế là anh chồng thoát nạn, kế đến là mục trà đạo và mài mực, không còn gì để chỉ trích, mụ quay sang chê anh Tám mài mực không bọc giấy là bất nhã. Nhị công chúa được thể cầm luôn tay anh, vừa ngắm vừa khen đẹp chọc mụ kia sôi máu. Tập phim hôm nay đến đây là hết rồi, nhớ like và đăng ký kênh Funny Ghost Review, nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo tập phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập phim tiếp theo.